Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một bộ salon chân chó nha quý cô chú nha. Dạ. Đây là tổng thể của bộ salon chân chó. Chất liệu là gỗ mật nha quý cô chú nha. Dạ xin mời quý chú tham khảo cái bộ salon gỗ này. Dạ đây là đầu tiên của, đây là tổng thể cái bộ rất là gọn nha mấy cô chú nha. Cái bộ này là gọn giống như salon thùng vậy đó. Nếu như cái diện tích nhà mình, cái phòng nhà mình rất là gọn nha. Cái này từ đây mà mình xếp vô rất là gọn nha. Chỉ khoảng 1m87 thôi. Rất là gọn nha. Chỉ khoảng 1m87 là quý cô chú có thể để gọn này vài. Rất là gọn. Phòng khách mình chỉ cần khoảng chừng 3m thôi, 3m vuông có thể sử dụng cái bộ này được. Rất là gọn ha. Quý cô chú có thể để vòng tròn. Quý cô chú có thể để vòng tròn như vậy. Mà để ngang vậy cũng được nha. Có ăn thua mình bố trí ha. Sao cũng được quý cô chú. Nhiều cách bố trí những bộ salon chân chó này. Dạ. Thì đầu tiên shop sẽ giới thiệu là đây là cái ghế thứ nhất nha quý cô chú nha. Đây là ghế thứ nhất. Cái này quý cô chú nào cần shop mới đi trong nhà dân về, nên quý cô chú nào cần thì shop sẽ sơn lại nha, hoặc là vẹt ni lại cho quý cô chú. Ở đây là cái ghế thứ nhất. Xin cho cái dáng từ xa rất đẹp nè quý cô chú. Nhìn bên hông nè, cái dáng ghế nha, nó hơi đổ phía sau chút xíu. Quý chú nhìn bên hông thấy không, nó hơi đổ. Và để lượng ha, lay lượng rất đẹp nha. Và cái chân sau nè quý cô chú thấy lượng không, chân sau thấy uống lượng nha, nhìn rất là chắc chắn ha quý cô chú nha. Dạ cái này về mình sơn lại là chắc chắn là về sơn lại là mình xài tốt nha. Đây là ghế thứ nhất. Tổng thể của bốn cái ghế này là như thế này. Đầu tiên là phía trên tựa lưng nha, cái bo tròn ở đây nha quý cô chú nha, để mình ngồi, để mình ngã. Cái ghế nó hơi ngã xéo nè đó, cái tựa lưng chân chó nó hơi ngã ngã nha quý cô chú nha, hơi ngã ra cong đây. Đây là cái tựa lưng. Còn đây là tựa ngồi thì cũng hơi đổ từ đây cao, hơi đổ xuống đây để mình ngã cái lưng vô thoải mái quý cô chú. Để mình ngã cái lưng nè, xéo nè quý cô chú thấy xéo không. Ở đây thì cái đố rất là dày ha, đố đặc. Đố đặc này là 4 phân ha. 4 phân. Còn cái chân này là 4 phân luôn. Chân 4 phân nha quý cô chú nha. Cái đố 4 phân và chân 4 phân, chân chó. Xài mỏng nè. Còn đây phía sau nha quý cô chú nha, ghế thứ nhất phía sau. Đó, một tấm cũng lành nha quý cô chú nha. Cái chân cong rất đẹp nè. Sắp rất là ưng ý cái bộ chân chó này là cong nha quý cô chú nha. Rồi tiếp theo ghế số 2. Ghế số 2 cũng tựa lưng cũng vậy. Cái số 2 này thì lành nè quý cô chú nha. Tựa lưng nguyên tấm gõ. Lành. Cái mặt ngồi lành luôn, một tấm luôn. Ghế số 2. Cái này bình hông. Phía sau. Phía sau một tấm cũng lành nha quý cô chú nha. Ghế số 2. Ghế số 2 này lành ha. Dạ. Có răng tóc chỗ nào thì shop sẽ báo cho quý cô chú thấy nha. Ở đây là làm cái điểm nhấn xéo xéo nè. Chữ D ha. Chữ D. Chữ D ha quý cô chú nha. Dạ. Ghế số 3. Nói chung bốn ghế này là một cỡ một nha quý cô chú nha. Chỉ có ghế đành rồi ghế tóc thôi đây. Đây có đường răng nha.
đường răng, một tấm này có đường răng nha quý cô chú. Và cái mặt ngồi cũng có đường răng luôn. Cái tay rất đẹp ha quý cô chú nha. Cái này cẩn gỗ nha quý cô chú, làm điểm nhấn cho đẹp nha, chứ không phải mộng cây đâu. Cái này sếp coi kỹ lại là thấy cẩn gỗ, làm điểm nhấn ha. Nó phía sau rồi có đường răng nè, sếp xử lý rồi nha. Tiếp theo phía sau đó, phía sau đường răng nè quý cô chú thấy à. Tiếp theo cái số 4, cái này mặt ngồi ha quý cô chú nha, tổng thể mặt ngồi đó, đây cũng răng nhẹ cái này đó, cái này cũng tuổi đời cũng lớn tuổi nha quý cô chú. Dạ nó được răng nhẹ. Cái này bên hông, quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì giúp giùm shop một cái đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến shop Lê Quốc Đồ Xưa, xin thành thật cảm ơn. Đường răng ha quý cô chú nha, đường răng phía sau một tấm. Cái này bên hông, bên hông thì nói chung bốn cái này như nhau hết, đẹp hết nha quý cô chú. Quý cô chú nhìn thấy cái dáng không, chân chó rất đẹp ha, cong cái chân sau, chân trước vuốt cong qua phía trước. Tiếp theo là cái bàn nha quý cô chú nha, mặt bàn cũng có ba đường răng nhỏ, mặt bàn rất là dày quý cô chú. Cái này dày phân rưỡi đó quý cô chú, cái mặt bàn rất là dày ha, dày phân rưỡi luôn nè. Một tấm nha, một tấm gõ đỏ dày, một tấm, một tấm gõ đỏ nha quý cô chú. Cái này mình sơn đồ lại rất là đẹp nha. Đây, cái này phía sau nè, phía sau ha quý chú nha. Đó. Còn đây là có cái đố cong, bo cong nha. Nó có là 7 phân rưỡi. Bo cong rất đẹp nha. Và 5 phân nha, 5 phân dày và bị ngang là 7 phân rưỡi nha. Nó bo cong nha, bo cong quý cô chú. Bo cong xuống. Đây là hai cây tròn nha quý cô chú nha. Tròn này coi cũng cỡ 5 tròn nha quý cô chú. Hai cây nhìn chắc chắn nha. Còn này phía dưới này có những cái đỡ đây. Ở dưới là có một tấm nữa nha quý cô chú nha, một để mình đựng trà bánh ở phía dưới đây. Đó, mình đựng nước đồ, mình đựng trà phía dưới. Và này phía dưới nè quý cô chú nha, nó phía dưới là cũng có bốn cái thanh để đỡ cái bàn này. Đó là phía dưới nha, dưới mặt bàn nha quý cô chú, bàn nhìn chắc chắn lắm, tại rất là dày và cái dìm dày nữa nè quý cô chú. Quý cô chú thấy cái dìm không, để đi xếp đo cho cái dìm nè. Cái dìm là 3 phân rưỡi nha, 3 phân rưỡi chiều ngang và chiều cao là 3 phân rưỡi. Nhìn các bạn rất là chắc chắn nha quý cô chú. Bo tròn xung quanh đó, kết nối những cái mộng vô. Và mặt bàn là 1 phân rưỡi nha. Sau đây sếp xin đo tổng thể của bộ salon chân chó này. Chiều ngang tay này qua tay này là 61. Chiều sâu vô mặt ngồi là 49. 49 và chiều ngang qua đây là, chiều ngang lọc lòng qua 47. 47, 49 nha quý cô chú nha. Nó có độ ngã, cái ghế này có độ ngã rất đẹp nha. Nó có chiều cao lên là 33. Chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi là 33. Chiều cao tựa lưng lên đây là 50 51. Từ mặt ngồi ngồi xéo qua tựa lưng lên đây là 51. Chiều cao nhất của cái tựa đầu này là
76. 76 ghế thứ nhất. Cái này ghế thứ hai cũng giống nhau quý cô chú ơi. Nha, sếp thấy cũng có một phơm một à. Dạ. Tiếp theo sếp xin đo cái bàn. Tổng thể cái mặt bàn á là 66 nha, này bàn lớn nha quý cô chú nha. Tổng thể vòng tròn là 66. Cái này là 66 nha quý cô chú, mặt tròn nha. Còn cái này á, cái mặt này tính qua tới đây luôn, tính cái vòng cung qua tới đây luôn là 71 nha. Tính ra tới cái đây là 71. Còn tính cái mặt bàn tròn không á là 66 nha quý cô chú. Vậy 1,5 một tấm, 1,5. Sếp xin báo giá tổng thể của bộ sa lông chân chó. Sếp bán như thế này nha. Còn quý cô chú nào cần sơn lại là sếp sẽ tính thêm cái phần đó. Sếp xin bán như thế này là 8,7 triệu. 8,7 triệu cho cái bộ sa lông chân chó gồm có 5 món. Cái bộ này quý cô chú có thể về sử dụng bình thường nha. Nó có một hai điểm răng, vài điểm răng. Quý cô chú về sử dụng tốt nha. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết tổng thể của bộ sa lông chân chó này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an.